Chào mọi người. Mọi người có nghe rõ không ạ? Hôm nay lại đến cuối tuần rồi. Chúng ta lại gặp nhau để những người phụ nữ tâm sự với nhau về những vấn đề thầm kín đúng không ạ? Của mọi người thế nào ạ? Buổi sáng hôm nay Vân đi khám sức khỏe và lúc trưa về thì mưa tầm tã, không biết là có ai bị trúng mưa giống Vân không? Chào Lưu Hoa, chào Lương Hương. Lưu Hoa với Hương ăn tối chưa? Em chào chị Trang Minh. Đây 2 tuần thì Vân có một buổi chia sẻ nói chuyện với mọi người về các cái vấn đề chung chung về bệnh phụ nữ. Và sau hôm đấy thì Pet Táo Xanh cũng đã nhận được khá nhiều những cái tin nhắn các bạn chia sẻ về một số các cái dạng bệnh mà mình gặp phải. Và cũng có trải nghiệm về cái sản phẩm nano bạc của Táo Xanh dạng gel. Sau 2 tuần mọi người sử dụng và cũng có một số phản hồi thì hôm nay Vân sẽ tiếp tục chia sẻ sâu hơn với các chị em về từng các dạng bệnh mà phụ nữ chúng ta gặp phải. Chúng mình nghe một chút nhạc trước khi các chị em vào đông hơn nhé, các chị em nhé.
bên chỗ em Vân có vẻ hơi chậm, thấy có bình luận nhưng mà lại chưa hiện lên được. Hôm nay chúng mình lại tác bạn bè những chị em phụ nữ có thể hoặc là đang gặp các cái vấn đề về phụ khoa thần kín để chúng ta cùng chia sẻ mọi người nhé. Những buổi này là những buổi để mình nói chuyện với những cái vấn đề mà ở nơi khác mình không thể chia sẻ được. Chào chị Hoàng Anh. Chị em đang có mặt trên livestream, có khi nào cảm nhận được cơ thể của mình không có một cái biểu hiện gì gọi là rõ ràng như các cái vấn đề như là viêm mũi, viêm xoang thì chúng ta còn đau nhức, nhưng mà ở cái phần phụ của chị em chúng ta thì không có biểu hiện gì, nhưng mà không đau không nhức, nhưng mà nó lại có những cái gây khó chịu ở bên ngoài như kiểu là khí hơi hoặc là môi mà. Hôm nay thì Vân đi khám phụ khoa, tức là không phải là khám riêng phụ khoa mà kiểu như đi dạng khám tổng quát đi ạ. Thì khám hết từ tai mũi họng răng miệng rồi khoa nội khoa ngoại. Tuy nhiên thì các khoa đấy thì thấy mọi người khám cũng khá là nhanh và thời gian chờ đợi nó cũng ngắn. Đến khám phụ khoa thì chờ khá là lâu mới đến lượt. Không biết là kết quả của các bệnh nhân đến khám thì như thế nào, nhưng mà riêng với những chị em cùng công ty để đi khám thì ngồi chờ đợi với nhau thì các chị ấy bảo là hầu hết đều đã từng có vấn đề về viêm lộ tuyến cổ tử cung. Theo Vân được biết thì đây cũng là một cái bệnh khá là phổ biến của chị em phụ nữ, nhất là những ai đã có gia đình và đặc biệt là các chị em sinh thường. Mọi người có nghe về cái vấn đề bệnh này bao giờ chưa ạ? Viêm lộ tuyến cổ tử cung. Đây là một trong số những nguyên nhân mà gây ra ung thư khá phổ biến. Tuy rằng là cái lộ tuyến nó không phải là vấn đề gì nghiêm trọng, nhưng viêm lộ tuyến thì lại gây ảnh hưởng khá nhiều. Vì thấy rằng là cái vấn đề viêm lộ tuyến nó khá là ảnh hưởng đến cuộc sống của chị em phụ nữ chúng ta, nên hôm nay Pết Táo Xanh xin phép được nói chuyện về vấn đề viêm lộ tuyến cổ tử cung, nguyên nhân và những tác hại. Vậy thì lộ tuyến cổ tử cung là gì? Có phải là có người không hay không? Trên thực tế thì tử cung được cấu tạo bởi hai phần là thân tử cung ở trên và cổ tử cung ở dưới, tiếp xúc trực tiếp với lại cơ quan âm đạo. Lộ tuyến tử cung thực chất là tình trạng xâm lấn quá mức của các tế bào tuyến phía trong ra bên ngoài cổ tử cung. Vậy có nghĩa là các tế bào tuyến thì ai cũng có, chỉ có điều là nó nằm ở bên trong hay nằm ở bên ngoài. Nếu lộ ra bên ngoài thì gọi là lộ tuyến cổ tử cung, đúng không ạ? Thế thì nếu như chúng ta chỉ có lộ tuyến cổ tử cung thôi thì không có vấn đề gì hết.
Và đấy là một chuyện rất bình thường, đặc biệt với những chị em sinh thường. Vì cái quá trình sinh thường nó dẫn đến việc là đưa các cái tuyến này ra phía bên ngoài. Tuy nhiên khi mà lộ tuyến của tử cung được lộ ra bên ngoài, tức là tuyến tử cung nó lộ ra bên ngoài, thì nó sẽ tiếp xúc với môi trường bên ngoài. Nó gần nhất chính là với bộ phận đào thải của chúng ta đấy ạ, nơi mà chúng ta đi vệ sinh, đi tiểu. Và nó sẽ tiếp xúc với những cái chất thải. Viêm lộ tuyến diễn ra khi sự xâm lấn này kết hợp với việc tiết dịch vùng kín tạo điều kiện cho tác nhân như vi khuẩn, nấm, trùng roi tấn công và gây nhiễm. Thế thì khi mà cái lộ tuyến của chúng ta tiếp xúc với môi trường thuận lợi thì nó sinh viêm mới sinh bệnh. Chị em có khi nào cảm thấy là mình có khi nào là mình đi khám và phát hiện ra là mình bị viêm lộ tuyến trong khi không có biểu hiện gì không ạ? Không cảm thấy đau, không cảm thấy nhức, không cảm thấy buốt, kể cả quan hệ cũng không có dấu hiệu gì. Đó là cái biểu hiện nhẹ của viêm lộ tuyến, tức là vào cái giai đoạn đầu, giai đoạn 1 thì nó sẽ hầu như không có một cái biểu hiện gì rõ rệt cả. Tuy nhiên thì nó sẽ có những cái dấu hiệu mà nếu như chúng ta để ý tới sẽ nhìn thấy, đó là khi tới kỳ kinh của chúng ta, khí hư sẽ ra nhiều và ra suốt cả một kỳ chu kỳ. Và cái khí hư đó thì nó có mùi, màu sắc và tính chất bất thường. Vân nhận được một câu hỏi, đó là khí hư sinh lý và khí hư bệnh lý là như thế nào, khác nhau như thế nào để phân biệt. Câu hỏi này rất hay ạ. Khí hư sinh lý thì cái phụ nữ chúng ta ai cũng có khí hư cả, ai cũng có cái dịch tiết âm đạo. Và khi mà cái dịch tiết âm đạo của chúng ta nó có màu trắng trong, không màu, không mùi vào những ngày bình thường, và nó chuyển sang màu trắng đục nhưng vẫn không màu, không mùi vào những ngày rụng trứng, thì đó là hiện tượng bình thường. Còn trong trường hợp khí hư tiết ra có màu, có mùi, màu có thể là màu vàng hoặc có thể là màu xanh, và có mùi khá là khó chịu, nhiều khi là mình, chính cơ thể mình thường quen với lại mùi cơ thể mà mình vẫn có thể nhận ra được vào những cái ngày như là trước khi đến kỳ kinh nguyệt hoặc là sau khi hết kinh nguyệt chẳng hạn, thì đó là dấu hiệu của vấn đề viêm nhiễm. Đồng thời thì viêm lộ tuyến còn có một biểu hiện khá phổ biến đối với, giống như là các dòng viêm khác của phụ nữ, đó là ngứa vùng tín. Ngứa cảm giác khá là ngứa, ngứa khó chịu, đau rát thì không lộ ra bên ngoài nhiều. Và đặc biệt là với những trường hợp mà viêm ở mức độ nặng thì có thể là sẽ bị đau lưng, đau bụng dưới hoặc tiểu rắc, tiểu buốt. Một số trường hợp nữa là sẽ bị hiện tượng chảy máu khi mà gần gũi với lại một đối tác. Vâng, có đối tác thì có thể là chồng hoặc là có thể là một người bạn đặc biệt nào đó, đúng không ạ? Còn một biểu hiện nữa mà các chị em thường hay bỏ qua, đó là đau vùng chậu. Phụ nữ chúng ta, đặc biệt là sau khi sinh nở, thì có cái hiện tượng đau vùng chậu. Nhiều người cho rằng là thiếu canxi, hoặc là các cái dấu hiệu rằng là mình bị yếu đi sau khi sinh. Một số còn nghĩ rằng là đó là chuyện rất bình thường. Nhưng thực ra đau vùng chậu là một biểu hiện khá rõ nét của viêm lộ tuyến. Hôm nay thì khi mà ngồi nói chuyện với các chị em đồng nghiệp thì Vân thấy cái trường hợp ở độ 1 mà phát hiện ra thì cũng không nhiều, nhưng mà độ 2 thì khá phổ biến. Còn để đến độ 3 thì nó đã là một cái vấn đề khá là khó chịu, bức xúc của chị em phụ nữ chúng mình. Chào Thu Hương, chị chào Hoàng Cúc. Hiện giờ chúng ta đang nói đến vấn đề là biểu hiện của viêm lộ tuyến.
Thì mọi người biết đấy, viêm lộ tuyến nếu như mà chúng ta có thể điều trị được khi mà ở cấp độ 1 thì nó khá là nhẹ nhàng, nhưng mà để phát hiện ra cấp độ 1 thì không phải ai cũng phát hiện ra tại thời điểm này. Và viêm lộ tuyến cổ tử cung thì có thể khiến cho chúng ta khó chịu, là cái mà dễ nhìn nhận nhất. Nhưng còn có một vấn đề nữa là nó gây ảnh hưởng đến quá trình thụ thai. Mà phụ nữ chúng ta thì cái vấn đề sinh nở bầu bí là rất là quan trọng. Nếu như mà lập gia đình rồi mà chậm có em bé thì cũng là vấn đề của phụ nữ. Dù đúng hay sai thì cái ánh mắt nhìn xung quanh cũng rơi vào phụ nữ trước tiên, đúng không ạ? Và nếu như mà viêm lộ tuyến thì nó sẽ gây khá khó khăn cho việc thụ tinh, và dẫn đến một là một trong số những nguyên nhân vô sinh của chị em phụ nữ. Lý do vì sao lại như vậy? Đó là do khi cổ tử cung bị viêm bội nhiễm cấp tính thì có thể ngăn cản tinh trùng di chuyển đến gặp trứng. Ngoài ra khi viêm thì độ pH trong môi trường âm đạo thường mất cân bằng, làm cho tinh trùng khó có thể sống sót để đến gặp trứng được. Vì vậy cho nên là với chị em chúng mình, ngoài cái vấn đề là giữ sức khỏe của bản thân ra thì chúng ta còn quan tâm đến vấn đề sức khỏe sinh sản nữa. Vì vậy cho nên là khi lập gia đình rồi và kể cả là chuẩn bị lập gia đình, chúng ta nên kiểm tra về vấn đề phụ khoa. Đó là một khu vực rất là nhạy cảm và cũng rất là quan trọng với chị em chúng mình. Vân nhận được một câu hỏi, đó là viêm âm đạo, nguyên nhân của viêm âm đạo và viêm lộ tuyến có phải là viêm âm đạo hay không? Thực ra thì viêm âm đạo nó khá là rộng, khái niệm này khá là rộng. Nó có rất nhiều vấn đề dẫn đến viêm âm đạo và âm hộ, đúng không ạ? Tuy nhiên viêm lộ tuyến nó chỉ là một một dạng bệnh của âm đạo mà thôi. Nhưng nó lại gây ảnh hưởng khá nhiều đến cuộc sống của chị em chúng mình. Bạn có hỏi là có cách nào để phòng và chữa hay không? Thực ra thì có để phòng các cái loại bệnh ạ, thì chúng ta chỉ có cách là giữ sạch thôi, tạo một cái môi trường phù hợp cho khuẩn tốt phát triển, mà phần khuẩn xấu thì nó dưới dạng ngủ đông. Bởi vì mọi người hiểu rằng là cái tác nhân gây hại thì ở tất cả mọi nơi, đặc biệt là môi trường âm đạo nó khá là ẩm ướt, đặc biệt nữa là nó lại tiếp xúc với lại ngay cái bộ phận gọi là bộ phận tiết niệu của cơ thể. Chưa kể là khi chúng ta đi vệ sinh nặng và vệ sinh nhẹ mà chúng ta vệ sinh không đúng cách chẳng hạn, thì nó cũng có thể gây viêm nhiễm vào phía bên trong bộ phận của âm hộ và âm đạo. Thế cho nên là để phòng thì chúng ta cần phải giữ sạch, còn để tránh, để chữa thì như thế nào? Trên thực tế thì có khá nhiều cách để điều trị về viêm lộ tuyến. Mọi người chắc cũng có nghe đến vấn đề là thuốc uống và đặc thuốc âm đạo, đúng không ạ? Đặc thuốc, đặc kén hoặc là các cái biện pháp khác nữa, nhưng mà đều là đưa một cái dạng thuốc nào đấy có cái tính diệt vi khuẩn để mà đưa vào âm đạo xử lý các cái khuẩn ở bên trong đó. Một cách nữa đó là đốt diệp tuyến. Bởi vì đó là tuyến ạ, âm đạo nó là một tuyến. Thế thì họ sử dụng đến phương pháp là đốt diệp tuyến, đốt điện hoặc là bằng laser. Ngoài ra thì còn có một biện pháp nữa, cũng được đánh giá là khá hiệu quả, nhưng mà thời gian lâu hơn là sử dụng laser và điện, đó chính là áp lạnh. Chị em sử dụng phương pháp nào để điều trị vấn đề viêm lộ tuyến của mình ạ? Chắc hẳn là ở đây đã có ai đó cũng gặp vấn đề về viêm lộ tuyến rồi, đúng không ạ? Vân thấy bạn Lan bảo rằng là bạn có sử dụng đốt điện, đốt laser. Chị Trang sử dụng phương pháp nào hả chị? Hôm trước em thấy chị Trang hay đặt có đặt câu hỏi về viêm lộ tuyến ấy ạ. Không biết là chị Trang sử dụng phương pháp nào ạ?
là một cái biện pháp mà khá nhiều chị em sử dụng. Bởi vì sao? Bởi vì phụ nữ chúng mình thì cũng cái dây thần kinh xấu hổ nó cũng khá là dài và nó cũng khá là dày, đúng không ạ? Khi mà đi khám phụ khoa mà chúng ta lại hay gặp các bác sĩ là nam thì cũng ngại. Đã là bác sĩ nữ thì còn đã ngại rồi, nhưng mà bác sĩ nam thì còn ngại hơn. Mà mỗi lần điều trị thì không phải là một lần đến xử lý là xử lý xong được. Cái vấn đề về viêm nội tuyến nó khá là lâu và cũng dễ tái đi tái lại nữa. Cho nên là các chị em thì thường hay lựa chọn cái phương pháp là đặt thuốc âm đạo. Và ở các cái hội nhóm mà các mẹ và bé sau sinh, Vân cũng hay nhận được những xem được những cái comment, những cái câu hỏi về vấn đề đó là xử lý các cái viêm nhiễm bằng các loại thuốc. Đó, có nghĩa là mọi người có thể là mọi người đi khám rồi mọi người mới đặt thuốc, hoặc cũng có trường hợp là mọi người tự ra tiệm thuốc tây để mua thuốc ấy ạ. Còn cái việc đặt thì nó khá là đơn giản thôi, mọi người có thể là có một cái que đặt, cũng có thể là dùng tay mọi người đưa vào bên trong. Các biện pháp này thì thực ra là đều được khoa học thế giới chứng minh về cái độ hiệu quả của nó, và cũng rất nhiều người sử dụng rồi. Tuy nhiên là các phương pháp này đều có ưu và nhược điểm riêng. Ưu điểm đó là nó có thể xử lý ngay, ví dụ như là đốt điện, đốt laser hay áp lạnh, thì sau một cái liệu trình là có thể cảm thấy được cái hiệu quả của nó có thể là được xử lý hoàn toàn. Nhưng mà nó vẫn có những nhược điểm mà mọi người không 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 nghĩ rằng là do chính cái phương pháp mà mình sử dụng, lại nghĩ rằng là nó là một căn bệnh dễ tái đi tái lại. Thứ nhất đó là dùng các cái loại thuốc đặc âm đạo cũng như là thuốc uống, thì sử dụng kháng sinh tại chỗ và thường xuyên sẽ tiêu diệt đi cái vi khuẩn có lợi và dẫn đến mất cân bằng độ pH âm đạo. Điều này tạo điều kiện cho nấm và tạp khuẩn dễ dàng xâm nhập hơn. Thế là mình xử lý được vấn đề âm đạo rồi, đúng không ạ? Viêm lộ tuyến rồi, viêm lộ tuyến cổ tử cung rồi. Nhưng lại tạo điều kiện thuận lợi để cho một số bệnh khác liên quan với phụ khoa được phát tác, trong đấy có nấm tạp khuẩn. Vậy là vô hình chung chúng ta xử lý được cái ngọn nhưng chúng ta không xử lý được gốc. Mà nấm hay tạp khuẩn cũng là một vấn đề khá là bức xúc và nhức nhối của các chị em phụ nữ chúng ta. Vì nấm cái mức độ mà tái bệnh rất nhanh ạ. Ví dụ như là một người bị mà không điều trị dứt điểm, thì khi có một cái mối quan hệ đặc thù với một đối tác thì sẽ lây cho đối tác, đúng không ạ? Và đối tác nếu như mà đối tác không điều trị thì sẽ cứ lây chéo, người này điều trị mà người kia không điều trị thì sẽ lây chéo. Và gặp cái trường hợp đó là cứ xử lý xong thì lại tái đi tái lại, tái đi tái lại. Thế thì giải quyết được vấn đề viêm nội tuyến cổ tử cung mà sinh ra nấm và tạp khuẩn thì sẽ khá là khó để xử lý. Cái phương thức thứ hai đó là đốt đốt diệt tuyến hay là đốt viêm nội tuyến bằng điện hay là bằng laser. Thì có một vấn đề đó là khi mà chúng ta sử dụng các công nghệ này mà các cái nhân viên y tế họ thực hiện cho chúng ta với cái mức độ đốt quá sâu, vùng cổ tử cung sẽ hình thành một cái lớp gọi là sẹo cứng và làm suy giảm đi tính đàn hồi của cổ tử cung. Mọi người có nghe đến cái câu chuyện là có các mẹ mà đã sinh con lần đầu tiên là sinh thường ấy ạ. Nhưng sau đấy cái quá trình từ khi sinh bạn đầu lòng cho đến khi sinh bạn thứ hai thì mẹ bị viêm lộ tuyến cổ tử cung và mẹ đi đốt điện. Đến khi sinh bạn thứ hai thì bác sĩ chỉ định luôn là phải sinh mổ, không ạ? Tức là bác sĩ họ xác định là cái cổ tử cung của người mẹ nó đã không còn có cái độ đàn hồi đảm bảo để có thể cho bé chui ra bên ngoài một cách an toàn bằng phương pháp sinh thường được nữa. Đây là một trường hợp mà Vân đã gặp, và sau đấy chị ấy sinh đến bé thứ ba cũng vẫn phải là sinh mổ. Thế thì nó là một cái tác dụng phụ, một cái nhược điểm mà không phải là điều mà chúng ta mong muốn. Các chị em phụ nữ thì nhiều người cũng hiểu rằng là sinh mổ thì hay nói là không đau như là sinh thường, nhưng lại để lại khá nhiều những cái vấn đề sau này cho phụ nữ. Đặc biệt là khi sinh mổ chúng ta phải dùng thuốc gây mê, gây tê rồi nhiều các dòng thuốc khác, và cũng như là cái cách để mà lành được cái vết thương của người mẹ nó cũng lâu hơn. Đó là một điều mà khá nhiều người mẹ không mong muốn.
Ngoài ra thì khi kỹ thuật không được thực hiện đúng cách, cổ tử cung có thể bị chít hẹp lại. Bị chít hẹp lại. Và đây là một trong số những nguyên nhân mà gây hiếm muộn. Mọi người có bao giờ nghe đến vấn đề này chưa ạ? Tại vì sao sau khi thực hiện cái việc 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 đốt đốt laser hay đốt điện lại gây ra một vấn đề, đó là hiếm muộn cho người phụ nữ. Đó là vì khi cổ tử cung bị chít hẹp lại thì nó sẽ làm ứ đọng các cái dịch tiết cũng như là các cái gọi là huyết kinh và các cái giai đoạn chu kỳ ấy ạ. Và khi mà nó ứ đọng lại ở những cái khe như vậy thì nó sẽ cản trở tinh trùng và gây hệ quả là dễ dẫn đến tình trạng vô sinh, nó dẫn đến những cái viêm nhiễm ở bên trong ấy ạ. Thứ nhất nghĩa là không tạo được một cái môi trường thuận lợi để cho tinh trùng tiến sâu vào trong và tiếp xúc với trứng. Cái thứ hai nữa là chính đó là nguyên nhân mà gây viêm nhiễm ở bên trong. Đặc biệt là mọi người có thể lưu ý, có rất nhiều trường hợp sau khi đã đốt điện, đốt laser, đặt thuốc, đốt diệt tuyến nhưng vẫn bị tái lại. Các chị em ở đây, nếu như chúng ta đi khám phụ khoa, đi khám sức khỏe định kỳ hàng năm hoặc là 6 tháng một lần ấy ạ, thì có cảm nhận được rằng là rất dễ có cái hiện tượng là viêm lộ tuyến cổ tử cung tái đi tái lại không ạ? Bởi vì sao? Bởi vì không xử lý được cái nguồn cơn gây nên căn bệnh này. Khi mà lộ tuyến đã lộ rõ ra bên ngoài, gặp bất kỳ một môi trường thuận lợi nào cũng sinh ra được cái vấn đề viêm nhiễm. Và viêm thì nó sẽ tăng từ cấp độ 1 lên cấp độ 2, sau đó là cấp độ 3. Khi mà chúng ta dùng các cái biện pháp như trên thì có thể xử lý trong một thời gian khá ngắn. Có nghĩa là cái thời gian mà chúng ta phải 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 giải quyết cái vấn đề tức thời đấy không không hề dài. Thông thường thì việc đốt 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 điện hay đốt laser nó chỉ mất một một lần thôi. Áp lạnh thì nó có thể kéo dài khoảng 1 tháng, chia ra làm 3 đến 4 lần. Và sau khi thực hiện các biện pháp này là có thể có kết quả luôn, là chúng ta không bị nữa. Nhưng mà nó lại gây ra hiện tượng tái đi tái lại. Nguyên nhân thì như Vân đã đưa ra ở các nhược điểm ở trên. Môi trường âm đạo khá ẩm ướt, thuận lợi cho loại vi khuẩn, nấm ngứa phát triển. Từ một căn bệnh chúng ta có thể gặp rất nhiều cái bệnh khác. Có một câu hỏi để Vân đọc cho mọi người nghe nha. Đó là tôi đã sinh đẻ một lần. Trước đây tôi đi khám phụ khoa có vị viêm lộ tuyến nhẹ. Từng có đi đốt điện một lần. Do bác sĩ nói cổ tử cung bị viêm lộ tuyến có thể dẫn đến ung thư. Khỏi một thời gian. Tuy nhiên nếu có quan hệ thì tôi lại bị lại. Tức là đây là trường hợp là khi quan hệ thì bị xuất hiện lại hiện tượng viêm lộ tuyến ạ. Thường có mùi khó chịu và huyết trắng, thỉnh thoảng ngứa. Tôi đã vệ sinh rất sạch sẽ, có sử dụng cả dung dịch vệ sinh phụ nữ. Lúc nào cũng có thuốc bôi và viên dạng đặc. Tuy nhiên vẫn bị tái. Giờ tôi muốn cải thiện tận gốc thì phải làm sao? Trường hợp này là chị đã sinh một lần và bị viêm lộ tuyến nhẹ nhưng mà gặp phải tình trạng là vẫn dùng các dung dịch vệ sinh để rửa nhưng không cải thiện tận gốc được. Đây là trường hợp có thể là môi trường âm đạo của chị nó quá thuận lợi cho việc phát triển các cái dòng gây hại, trong tức là tạo điều kiện thuận lợi cho các cái vi khuẩn virus gây hại á. Đặc biệt là chị hay dùng các loại thuốc đặc. Chị hay dùng các loại thuốc đặc.
Thì như lúc nãy em có chia sẻ, đó là khi mà mình dùng các cái loại thuốc, thuốc đặc âm đạo hoặc là thuốc uống, thì đồng thời với việc là xử lý được các cái khuẩn gây hại, thì thuốc kháng sinh, dòng kháng sinh là dòng tiêu diệt cả những khuẩn có lợi. Và mọi người cũng biết rằng là khuẩn có lợi nó sẽ giúp cân bằng trong môi trường. Nếu như mà mình diệt cả cái khuẩn đấy thì nó sẽ gây ra được một cái sự mất cân bằng. Và theo khả năng cao là đó là một trong số những nguyên nhân mà dẫn đến việc là chị bị không nặng nhưng mà cứ tái đi tái lại. Có nghĩa là chị dùng thường xuyên về cái thuốc đấy thì nó sẽ không có cái hiện tượng là nó phát tác bệnh lên quá cao ở độ 2 hay độ 3. Nhưng mà cái thuốc đấy thì nó lại ức chế các cái khuẩn tốt và nó sẽ dẫn đến việc đó là cứ khỏi rồi sau đó lại bị lại. Khỏi xong rồi lại bị lại. Ngoài các cái biện pháp điều trị y khoa đi cùng với tác dụng phụ như ở trên Vân có chia sẻ thì Vân được biết là chị em phụ nữ chúng ta cũng hay tìm hiểu những cái biện pháp mà điều trị được vấn đề phụ khoa tại nhà đúng không ạ? Thế thì các biện pháp đấy có gì? Sau một đợt Vân có làm cái khảo sát các chị em sử dụng gì để làm sạch vùng kín của mình tại nhà thì cái câu trả lời phổ biến đó là sử dụng lá trà xanh, trầu không và ngoài ra còn có một loại cây cỏ khá được chị em ưa chuộng đó là trinh nữ hoàng cung. Trầu không thì cũng khá quen thuộc đúng không ạ? Miếng trầu là đầu câu chuyện. Ở Việt Nam mình có câu đấy. Và ngày xưa thì đúng là lá trầu ai cũng biết, ai cũng có, hầu như nhà nào cũng có. Tên miếng trầu có thể bắt đầu một câu chuyện. Tuy nhiên là ngày nay khi mà cuộc sống của chúng ta nó nhộn nhịp hơn và không gian của chúng ta sống nó chật hẹp hơn thì không phải là ai cũng có ở trong nhà mình những lá trầu nữa. Mà có khi là phải là chạy đi ba quặng đồng mới tìm được trầu không để về sử dụng đảm bảo đó là nó sạch và nó được trồng kiểu như là không gần với những cái khu vực mà trồng các cái loại thực phẩm rau củ khác mà có thể là phun thuốc chẳng hạn đúng không ạ? Trầu không không cần phun thuốc nhưng mà nếu như trồng ở gần những cái nơi như thế thì cũng sẽ bị ảnh hưởng. Trà xanh cũng vậy. Thì khi mà thực hiện những cái biện pháp như rửa bằng trà xanh hay là sử dụng nước trầu không thì ngoài việc là chúng ta phải lựa chọn đó là các cái nguyên liệu này sạch thì còn phải đảm bảo đến việc là sử dụng các cái dụng cụ sạch và được tiệt trùng vô trùng. Điều này cũng khá là phức tạp. Không 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 dễ đúng không? Không 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 hoàn toàn là dễ đúng không ạ? Thau chậu trong nhà chúng ta hoặc là nguồn nước trong nhà của chúng ta nó có đảm bảo hay không bởi vì là cái môi trường âm đạo là một môi trường cực kỳ nhạy cảm. Cô bé là một nơi mà rất dễ hờn dỗi vu vơ dù rằng là có chỉ là một cái tác động nhỏ thôi mà cô ấy giận một cái là sinh chuyện ngay đúng không ạ? Thế cho nên là nếu như mà mọi người lựa chọn phương pháp dân gian sử dụng trà xanh hay trầu không thì mọi người lưu ý giúp Vân nhé. Chúng ta chọn những lá trầu, dọn trà xanh hay là những cây trinh nữ hoàng cung được trồng sạch và làm sạch những cái dụng cụ tiệt trùng, những cái dụng cụ mà chúng ta sử dụng để có thể vệ sinh cái vùng kín của chúng mình một cách gọi là thật là kỹ càng. Một câu hỏi nữa của các bạn của chị Phương Dung. Chị hỏi là tại sao tỷ lệ tái phát sau phẫu thuật lại rất cao? Tại sao tỷ lệ tái phát sau phẫu thuật lại rất cao? Thực ra thì mọi người cũng hiểu là khi mà chúng ta đưa các cái biện pháp như là phẫu thuật vào, trước hết là chúng ta phải dùng các cái dòng thuốc cục bộ tại khu vực đó. Thứ hai nữa là
có tác động sâu vào bên trong, và thứ ba là gây ảnh hưởng đến cái sự cân bằng về khuẩn, có nghĩa là nó xử lý cả những cái khuẩn tốt và khuẩn xấu. Thế thì với một cái điều kiện như thế, nó sẽ tạo ra một cái môi trường để cho những cái khuẩn xung quanh tiếp tục phát huy tác dụng của nó, đó là xâm nhập vào bên trong. Chúng ta có thể là đốt điện, đốt laser, chúng ta có thể phẫu thuật, nhưng mà chúng ta không thể tạo được cái môi trường vô trùng ở trong đấy được. Thì cái khả năng là với những cái tác nhân như trên, sau gọi là những cái tác dụng phụ của việc sử dụng các cái biện pháp phẫu thuật đó, nó sẽ là tạo được cái điều kiện thuận lợi để mà tái phát bệnh ạ. Tái phát bệnh rất là nhanh. Một câu hỏi nữa đó là xử lý, nếu như xử lý khuẩn mà cứ xử lý các khuẩn gây hại rồi thì bị ảnh hưởng đến khuẩn có lợi, thì làm sao có thể xử lý tận gốc? Câu hỏi rất hay đấy ạ. Đúng là trong cơ thể của chúng ta có những cái khuẩn có lợi và những cái khuẩn có hại. Có những cái khuẩn gọi là khuẩn cấp thấp và những cái khuẩn gọi là khuẩn cấp cao, khuẩn đơn bào và khuẩn đa bào, đúng không ạ? Thế thì câu trả lời sẽ xoay quanh vấn đề hai cái khuẩn này nó có giống nhau không? Nó có chịu tác nhân bên ngoài giống nhau không? Và có một thành phần gì mà có thể diệt các cái khuẩn cấp thấp nhưng lại không diệt khuẩn cấp cao, đúng không ạ? Cỡ khoảng 20-30 năm trở lại đây ạ, khoa học hiện đại họ tìm ra một cái cơ chế diệt khuẩn an toàn nhưng không phải sử dụng kháng sinh. Không phải sử dụng kháng sinh. Đó là như hôm trước, cái buổi đầu tiên chia sẻ về viêm nhiễm phụ khoa, Vân có đưa ra chương trình là gửi tặng cho mọi người một cái tuýp nhỏ, một sản phẩm mà mọi người có thể cảm nhận được cái hiệu quả ngay sau khi sử dụng, chỉ cần khoảng tầm 2 phút là có thể cảm nhận được cái việc là giảm ngứa, giảm đau, hay là nói chung là những cái biểu hiện nhẹ về vấn đề viêm nhiễm, đúng không ạ? Và Vân cũng có nhận được phản hồi khá là nhiều của các bạn. Tuy nhiên thì các bạn cũng đặt một vấn đề, đó là tác dụng bên ngoài thì thấy rồi, nhưng mà bên trong thì như thế nào thì chưa biết được. Bởi vì đúng là một cái tuýp tặng của Vân gửi đi, nó chỉ sử dụng được khoảng 4-5 lần mà thôi. Bản chất của cái nguyên liệu này có thực sự an toàn hay không thì mời các bạn chúng ta bắt đầu tìm hiểu về vấn đề diệt khuẩn an toàn bằng một nguyên liệu mà trong dân gian người Việt cũng đã từng nhắc tới, đó là bạc. Và khi đưa vào công nghệ diệt khuẩn thì các nhà khoa học đã chuyển bạc thành một cái dạng kích thước cực kỳ nhỏ, gọi là kích thước dạng nano, để có thể xử lý các cái bệnh mà gọi mà viêm lộ bên ngoài ạ. Tất cả những cái gì mà viêm mà bạc có thể tiếp xúc trực tiếp được thì sẽ xử lý được. Vậy thì tại sao nano bạc lại có cái khả năng diệt khuẩn mạnh mẽ như vậy? Bản chất là vì nano bạc có năng lượng bề mặt rất lớn. Khi tiếp xúc với lại môi trường nước, chúng trở thành một kho chứa để giải phóng từ từ các ion bạc vào trong dung dịch. Nhờ vậy cho nên lượng bạc trong kho không bị các thành phần trong dung dịch vô hiệu hóa như trường hợp sử dụng các thành phần khác. Nghe thì có vẻ nó hơi mang tính lý thuyết, đúng không ạ? Khó hiểu và gần như là khá khó tiếp xúc với lại cái nhìn nhận của người Việt chúng ta, đặc biệt là chị em phụ nữ, những người mà suốt ngày quanh quẩn bên con cái, đúng không ạ? Nói về khoa học thì nghe nó rất là khó hiểu. Vậy thì thực tế nó như thế nào? Khi mà các cái nano bạc này xử lý các cái khuẩn, nó cũng có một cái ưu và nhược điểm, đó là giống như là chúng ta đánh nhau ấy ạ. Thì gặp đối thủ mạnh
thì chúng ta phải thu mình lại, chúng ta đâu dám đánh nữa. Nhưng mà đối thủ yếu thì chúng ta kiểu gì cũng xông lên. Với nano bạc cũng vậy, nano bạc nếu như tiếp xúc với các cái tế bào vi khuẩn thì nano bạc là một đối thủ đáng gờm. Có nghĩa là nano bạc có thể phá vỡ được cấu trúc tế bào vi khuẩn ở cấp đơn bào, tức là cấp thấp, nhưng lại không phá vỡ được cấu trúc tế bào vi khuẩn ở cấp độ đa bào, cấp cao. Và những cái vi khuẩn mà có lợi trong cơ thể con người, nó được gọi là các cái vi khuẩn có lợi cấp cao mọi người ạ. Màng bảo vệ của tế bào vi khuẩn là một cấu trúc gồm có các glycoprotein được liên kết với nhau bằng các cách nối axit amin để tạo nên độ cứng cho màng. Và nó cũng là cái tiêu chuẩn cho việc là bị phá vỡ dễ hay khó. Các cái ion bạc vừa mới được giải phóng ra từ bề mặt của các hạt nano bạc tương tác với các nhóm peptidoglycan và ức chế khả năng vận chuyển oxy của chúng vào bên trong tế bào, dẫn đến làm tê liệt vi khuẩn cấp thấp. Mọi người có thể hiểu một cách đơn giản, đó là nano bạc sẽ lấy đi cái nguồn dinh dưỡng của các tế bào vi khuẩn này, và nó sẽ làm ức chế đi cái sự hấp thụ dinh dưỡng. Mà cũng như con người thôi, tế bào nào thì cũng phải ăn, và khi mà được cung cấp năng lượng đầy đủ thì chúng mới khỏe được. Nhưng nếu như không được cung cấp năng lượng đầy đủ thì chúng sẽ suy yếu dần, và khi mà chỉ cần một trận đánh nhỏ thôi là cũng bị tiêu diệt. Với các lớp sinh vật bậc cao ấy ạ, thì màng bảo vệ hoàn toàn khác so với tế bào sinh vật đơn bào. Tế bào sinh vật đơn bào gồm có gì mọi người có biết không ạ? Nó có nấm, vi khuẩn và virus ạ. Tế bào của động vật bậc cao có hai lớp lipoprotein giàu liên kết đôi bền vững. Cái này chắc là ngày xưa chúng ta học sinh học chúng ta có nhắc tới đúng không ạ? Nhưng mà Vân chắc chắn rằng là ở đây trên 90% các chị em không nhớ đâu. Bởi vì là nếu như mà không tìm hiểu kỹ về các cái vấn đề viêm nhiễm phụ khoa thì Vân cũng không để tâm đến cái vấn đề này. Khi mà các cái liên kết bền vững của các lớp hypoprotein này được hình thành thì nano bạc, các ion bạc không thể xâm nhập được. Đó là lý do vì sao mà khi sử dụng bạc ấy ạ, nano bạc có thể xử lý các cái vi khuẩn gây hại nhưng lại không ảnh hưởng đến các khuẩn có lợi trong cơ thể mình. Các chị em có hỏi một câu nữa, đó là nano bạc có tác dụng diệt vi khuẩn, vậy có phải cứ hàm lượng nano bạc càng cao thì càng tốt hay không? Thực ra thì đúng là với cái hàm lượng nano bạc càng cao thì cái tính năng diệt khuẩn sẽ càng tốt. Tuy nhiên tùy thuộc vào việc chị em chúng ta sử dụng diệt khuẩn ở môi trường nào. Ví dụ như các cái vết thương hở ở trên da của chúng ta, như là những vết mụn hoặc là ngã, trầy xước, chảy máu, vết bỏng ở trên da, thì cái hàm lượng nano bạc nó sẽ cao hơn là ở môi trường âm đạo. Vì sao ạ? Vì môi trường âm đạo là một môi trường rất nhạy cảm. Ở đây các cái lớp màng bảo vệ nó rất là mỏng. Và mọi người biết rằng là độ pH trên da của chúng ta nó đạt ở 7, nhưng độ pH ở trong âm đạo nó chỉ đạt 3,5 đến 4,2 thôi ạ. Đấy, nó chỉ bằng hơn một nửa một tí về cái độ pH thôi. Thế thì chỉ cần rằng là những cái biện pháp của chúng ta mà chỉ cần mạnh một chút hoặc là nồng độ cao một chút là nó cũng đã ảnh hưởng đến cái màng bảo vệ của âm đạo rồi. Thế nên là không phải để diệt khuẩn tốt thì chọn cái nồng độ cao mọi người nhé, mà nó phải phù hợp ạ. Nó phải rất phù hợp với môi trường, và cứ một cái môi trường nào mà càng nhạy cảm thì chúng ta cần càng cần phải lưu ý về nồng độ.
Thế cho nên là riêng sản phẩm của táo xanh có tới 6 dòng sản phẩm, nhưng không dòng sản phẩm nào có nồng độ nano bạc giống nhau cả. Sản phẩm dùng cho tóc khác, sản phẩm dùng cho mũi họng khác, sản phẩm có thể tương tác ở trên da khác, mà sản phẩm sử dụng cho cô bé lại càng khác. Và trong đấy thì cái nồng độ sử dụng cho cô bé là thấp nhất ạ. Là thấp nhất mọi người nhé. Mọi người sẽ nhìn thấy con số nó chỉ rơi vào dưới 100 thôi, 40 đến 60 ppm ạ. Còn ppm là gì thì mọi người hiểu đơn giản, nó là một cái đơn vị đo lường của bạc. Nhưng mà các cái sản phẩm khác thì nó có thể lên tới 500 ppm. Thế nên mọi người sẽ thấy rằng là cái hàm lượng của nó khá là thấp, chỉ có khoảng rơi vào 1 phần 10 so với sản phẩm khác thôi. Nhưng hiệu quả của nó lại rất tốt. Bởi vì sao? Bởi vì là không phải nhiều là tốt, mà nó phải phù hợp, đúng không ạ? Ở một cái môi trường nhạy cảm thì nó cần có một cái sự xoa dịu nhẹ nhàng, giống như là chị em phụ nữ chúng ta vậy. Nhiều khi là cãi nhau với chồng mà chồng chỉ việc là vỗ về an ủi thôi thì sẽ chìm sâu đi cái cơn giận. Nhưng mà tự dưng chồng lại không an ủi mà chồng lại gắt gỏng lên, như kiểu là ông bịa đang ngồi kiểu chỉ tay đăm ngón ấy ạ. Thì sẽ là gọi là lên một cái cơn thịnh nộ mà không ai có thể làm cho chìm xuống được, đúng không ạ? Thì với phụ khoa chúng ta cũng vậy. Nếu như mà lựa chọn một cái sản phẩm nào đó có cái mức tương tác quá cao, cũng sẽ là một trong số những nguyên nhân làm cho bệnh đấy nó nặng hơn, hoặc là nó dễ gây ra những cái việc tái nhiễm đấy ạ. Mọi người có thêm câu hỏi nào khác không ạ? Câu hỏi về vấn đề là xoay quanh vấn đề sử dụng cái gì để an toàn với cô bé mà lại không gây ra những tác dụng phụ. Qua cái việc mà Vân phân tích ở trên thì mọi người có thể thấy rằng là với cái hàm lượng 40 đến 60 ppm của gel phụ khoa nano bạc của táo xanh Việt Nam có thể xử lý được các cái vấn đề viêm nhiễm phụ khoa, đặc biệt là viêm lộ tuyến. Và vì cái điều kiện đưa vào của nano bạc với một cái hàm lượng rất phù hợp, không ảnh hưởng đến độ pH của âm đạo, sẽ giúp cho cái việc phòng tái lại rất là tốt. Có nghĩa là mình đã điều trị được rồi thì mình chỉ việc sử dụng cái nano bạc này hàng ngày để tạo được một cái môi trường cân bằng. Có nghĩa là những cái khuẩn mà nó đang tồn tại có sẵn, nó sẽ không có điều kiện để mà phát ra được cái sức lực, sức mạnh của nó để mà có thể gây xâm lấn và sinh ra bệnh nữa. Thì đó là phù hợp với lại câu hỏi lúc nãy, một chị mà có sinh một bé rồi và cứ tái đi tái lại cái vấn đề viêm nhiễm phụ khoa của mình liên quan đến viêm nội tuyến, chị có thể tham khảo chị nhé. Và khi mà mình sử dụng cái nano bạc này để mà giải quyết vấn đề viêm nhiễm rồi, thì có một đặc điểm nữa là mọi người có thể không dùng dung dịch vệ sinh luôn ạ. Bởi vì là dung dịch vệ sinh cũng vậy, cũng như các cái dòng sản phẩm mà được đưa vào bên trong âm đạo của chúng ta, cái điều kiện tiên quyết được sử dụng an toàn đấy chính là nồng độ có ảnh hưởng đến độ pH hay không. Thì một số trường hợp mà cái dung dịch vệ sinh chúng ta lựa chọn mà chúng ta không để ý được cái nồng độ này nó có phù hợp hay không, thì nó cũng là một trong số những nguyên nhân gây ra bệnh. Và với nano bạc thì mình có thể sử dụng để mà thay thế luôn cả dung dịch vệ sinh. Có nghĩa là mọi người đã dùng nano bạc rồi thì mọi người chỉ cần rửa sạch bằng nước sạch bình thường thôi, xong sau đấy là dùng nano bạc đưa vào bên trong, hoặc là ở hai bên mép má trên và má dưới của cô bé để mà làm sạch luôn, chứ không cần phải sử dụng bất kỳ một cái loại dung dịch nào nữa. Vân nhận được một cái câu hỏi của một bạn, đó là nano bạc nghe về vấn đề diệt khuẩn thì cũng ổn rồi, nhưng trong trường hợp viêm nặng đến độ 2 độ 3
và có hẳn hiện tượng chảy máu thì có điều trị được không? Khi mà viêm lộ tuyến cổ tử cung ở mức độ 1 như Vân có nói, đó là cái giai đoạn khởi đầu. Sử dụng cái nano bạc này, mọi người sử dụng nó rơi vào tầm cỡ khoảng 1 tháng hơn đấy ạ. Mà mình dùng 2 lần một ngày thì đã có thể xử lý khá tốt rồi. Tuy nhiên thì trong trường hợp đến cấp độ 2 và cấp độ 3, cái mức độ viêm của nó sâu và rộng. Thế thì cơ chế của nano bạc không phải là mình cứ bơm vào thật nhiều một lần mà nó xử lý được. Nó giống như kiểu là một bức tường của chúng ta, xây một bức tường rất dày và rất rộng. Thế thì để đập được cái bức tường này đi, chúng ta sẽ phải đập từng lớp một, từ vữa, xong rồi đến lớp gạch bên trong, rồi lại đến lớp gạch bên trong nữa. Dần dần phá vỡ hết những cái lớp vữa rồi gạch, rồi vữa rồi gạch đó, thì mới giải quyết được xong hết các cái vấn đề và nó mới là khỏi hoàn toàn. Viêm lộ tuyến của chúng ta y chang như vậy. Thế thì cứ mỗi lần mà mình bơm nano bạc vào, nó bắt đầu tiếp xúc từ cái lớp bề mặt ngoài cùng. Ngoài cùng thì nó sẽ xử lý viêm ở ngoài cùng trước ạ. Xử lý viêm ở ngoài cùng, làm lành dần, lành dần ngoài cùng và thải ra những cái xác xác vi khuẩn hoặc là nấm gây hại ra bên ngoài. Sau khi mà nó tiếp xúc được ở bề mặt rồi, nó mới ăn sâu vào bên trong và xử lý dần. Thế thì khi mà đã rơi vào mức độ cấp độ 2, cấp độ 3 thì thời gian của nó sẽ lâu hơn. Tuy nhiên thì với dòng nano bạc của chúng ta thì chúng ta sẽ xử lý cấp độ 1 và cấp độ 2 thôi ạ. Cấp độ 1 và cấp độ 2. Chứ còn nếu như với cấp độ 3 thì mọi người vẫn cần phải có những cái biện pháp khác. Những cái biện pháp khác bổ sung, bởi vì là khi mà đã đến cấp độ 3 thì nó đã có cái khả năng lây lan và gây gây nguy hiểm rồi. Thế thì phải có một cái biện pháp để mà bổ trợ. Chứ còn nếu như để đến độ 3 mà chỉ sử dụng nano bạc bập bõm ngày một lần ngày quên thì rất là khó. Nhưng mà độ 1, độ 2 thì đảm bảo là có thể xử lý được vấn đề này khá là hiệu quả đấy ạ. À, hôm trước Vân đợt trước Vân khám phụ khoa là Vân cũng bị viêm lộ tuyến độ 2. Viêm lộ tuyến độ 2 và lúc đấy thì bác sĩ có bảo rằng là phải đi đốt. Bác sĩ ở một viện ở Cang Nam có bảo đi đốt. Tuy nhiên là Vân không đốt. Sau đấy là Vân sử dụng cái gel phụ khoa này, Vân dùng 2 lần một ngày mọi người ạ. Thì hôm nay là lịch đi khám, cũng là khám khám hàng năm của công ty, thì nó bây giờ nó còn chớm độ 1 thôi. Nó không 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 còn bị nặng nữa. Đấy thì bác sĩ họ bảo là cái này nó là chớm thôi, kiểu như nó còn kiểu dạng khí hư ấy ạ. Thế thì khả năng là sẽ dùng cỡ thêm khoảng 1 tháng nữa là nó sẽ hết. Nó sẽ hết. Vân thì sử dụng cái nano bạc mà rằng gel này, thời điểm đầu tiên mà Vân sử dụng đó là khi có một lần là Vân bị kiểu tiểu rắt ấy, tiểu rắt tiểu buốt, thì mình sử dụng mình cảm thấy rằng là nó hết rất là nhanh mà không phải sử dụng kháng sinh. Còn sau đấy khi mà viêm nội tuyến thì hôm đợt vừa rồi khi mà mình kiểm tra thì mình mới phát hiện ra là cái dấu hiệu như thế, thì bắt đầu sử dụng tăng cái lượng gel. Bởi vì là với vốn giữ bình thường mà mình không bị mình có bệnh ấy, thì chỉ sử dụng hàng ngày theo kiểu là buổi tối dùng một lần, hoặc là khi mà mình có quan hệ thì mình sử dụng, kiểu như thứ nhất là nó bôi trơn, thứ hai nữa là nó đảm bảo được cái vấn đề vệ sinh cho cả hai ấy, thì nó sẽ không đều. Nhưng mà khi mà chúng ta phát hiện ra bệnh rồi thì chúng ta sẽ sử dụng đều đặn hàng ngày 2 cho đến 3 lần thì sẽ thấy được cái tác dụng của nó rất là rõ. Và ngày hôm nay chị CEO của Táo Xanh có gửi đến mọi người một cái chương trình rất là đặc biệt mà Vân nghĩ rằng là chưa có một đơn vị nào có một cái ưu đãi đãi ngộ rất là đặc biệt với người sử dụng sản phẩm của mình như thế này. Chị Trang Minh có chia sẻ là chị cũng từng có những cái vấn đề liên quan đến viêm nhiễm, cho nên là chị hiểu rằng là cái nỗi đau của chị em chúng ta nó rất là lớn.
cái việc mà đi khám đi chữa cũng như là các cái chi phí khám chữa thì nó khá là phức tạp đúng không ạ? Thì Táo Xanh có một chương trình đưa ra với mọi người như sau. Đó là trong cái buổi live stream ngày hôm nay, các chị em gặp phải vấn đề viêm lộ tuyến, nếu như chúng ta sử dụng cái gel nano bạc để giải quyết vấn đề viêm lộ tuyến, và khi mà mọi người đi khám lại kết quả đúng như những cam kết mà Táo Xanh đưa ra, thì Táo Xanh sẽ gửi tặng một món quà. Và nó không phải là hiện vật ạ, mà nó là hiện kim. Tức là mọi người sẽ được gửi tặng 500.000 để thể hiện cái niềm vui mà Táo Xanh hân hoan với cái kết quả sức khỏe của mọi người có thể cải thiện từ sản phẩm của Táo Xanh Việt Nam. Sau buổi live stream này, mọi người nếu như cảm nhận rằng là mình có những cái vấn đề về viêm nhiễm phụ khoa, mọi người có thể đi khám và sử dụng gel nano bạc của Táo Xanh. Nếu như kết quả của mọi người gửi về cho Táo Xanh là giảm hoặc là hết qua theo đúng những hướng dẫn sử dụng của Táo Xanh, thì Táo Xanh cam kết gửi tặng mọi người một món quà như vậy. Các chị em có sẵn sàng không ạ? Sẵn sàng tham gia chương trình này không ạ? Chị em chúng ta thì ai cũng phải đi khám phụ khoa thôi, bởi vì đó là sức khỏe của mình. Dù có là nhẹ hay nặng cũng sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của chúng ta. Và phần phụ khoa mà nó kiểu như là khó chịu thì rất dễ gắt gỏng ạ. Mà gắt gỏng thì rất dễ gây già, và chị em chúng ta thì sợ già đúng không ạ? Thế cho nên là trong số các chị em ngày hôm nay tại buổi live stream này, nếu như mình đang cảm nhận được một việc, đó là mình có một cái vấn đề gì đó về sức khỏe. Sức khỏe có thể là sinh sản, sức khỏe về viêm nhiễm, nhưng nó ảnh hưởng đến phần phụ ấy, thì chúng ta đi khám nhé. Bởi vì là chi phí khám nó cũng không cao, và khi mà chúng ta khám và điều trị xong rồi thì cái chi phí khám đó sẽ được Táo Xanh Việt Nam chi trả là 500.000 ạ. Ngày hôm nay thì để cảm ơn mọi người đã tham gia vào buổi nói chuyện, chị CEO của Táo Xanh, chị Trang Minh cũng có chia sẻ là hôm nay mọi người nếu như mọi người ưu ái muốn trải nghiệm sản phẩm của Táo Xanh với những chị em hôm trước chưa trải nghiệm, thì hôm nay Táo Xanh vẫn gửi tặng mọi người một món quà. Đó là sản phẩm bản mini của gel nano bạc ạ. Gel nano bạc để mọi người có thể trải nghiệm. Cái thứ hai nữa là trong trường hợp những chị em hôm trước đã trải nghiệm cái bản mini rồi và cảm thấy cái phần hiệu quả mà sau 4-5 lần chúng ta sử dụng rồi, ngày hôm nay muốn đặt sản phẩm gel nano bạc bản full ạ. Bản full này là 30ml, thì Táo Xanh sẽ gửi tặng đến mọi người một món quà nhỏ, đó là giải pháp cho tai mũi họng không kháng sinh. Hiện giờ đang là giai đoạn mà giao mùa, và Vân được biết là các bé đi học thì đợt này ốm cũng khá nhiều. Thì Táo Xanh ngoài sản phẩm gel mà để sử dụng cho vấn đề phụ khoa, thì có thêm một sản phẩm nano bạc sử dụng cho tai mũi họng. Và cái cách sử dụng nó cũng khá là đơn giản. Bình thường thì với một cái bản mini tặng cho mọi người, nó sẽ là cái chai để nhỏ trực tiếp vào trong mũi, trong họng. Nó như là một cái lọ nhỏ thuốc nhỏ mắt ấy, 10ml. Nhưng riêng trong chương trình ngày hôm nay, Táo Xanh sẽ gửi tặng ngoài 10ml đó, sẽ gửi tặng mọi người một lọ xịt như thế này luôn mọi người nhé. Mọi người về, mọi người chiết qua đây hộ Vân. Trong trường hợp là các con mà bị mũi, bị họng nặng thì giữ nguyên dung dịch 100% như thế, xịt trực tiếp vào mũi và họng của con. Vân đảm bảo rằng là con sẽ đỡ khó chịu chỉ sau vài lần xịt thôi. Bởi vì là bạn nhà Vân là có cái hiện tượng là con bị viêm phế quản tiền hen, thì con sử dụng cái nano bạc cumin này để xịt, nó khá là dịu và nó cũng nhanh giải quyết được cái vấn đề. Còn trong trường hợp là các mẹ dùng để phòng, khi mà bây giờ đi học, hiện tượng mà các bé bị mũi, bị họng ở trường rất là nhiều ấy ạ. Có một số trường còn không biết nguyên nhân tại vì sao mà các bé lại bị sốt nhiều như vậy, bị mũi họng nhiều như vậy và nghỉ học nhiều như vậy, thì mẹ có thể pha loãng nó ra, pha loãng tỷ lệ 1:4 hoặc là tỷ lệ 1:2, tức là 1 nano bạc cumin với lại 2 nước, 4 nước, tùy cái mức độ có thể
mà bị nhiễm ở trong môi trường nhiều hay ít. Và mọi người cũng xịt bình thường mọi người nhé, mở nắp ra và xịt bình thường như những cái chai xịt phun sương khác. Vậy thì em Vân chờ những cái câu hỏi của mọi người ở inbox của page nhé. Những câu hỏi của mọi người ngày hôm nay em Vân sẽ trả lời giải đáp vào buổi sau, sẽ diễn ra vào ngày chủ nhật tuần sau ạ. Mọi người muốn chủ nhật tuần sau chúng ta nói về đề tài gì thì cũng vui lòng gợi ý cho Vân nhé. Rất vui vì được đồng hành nói chuyện cùng mọi người trong buổi nói chuyện ngày hôm nay, và hẹn gặp lại mọi người trong buổi sau. Chào tạm biệt mọi người, chúc mọi người ngủ ngon ạ.